Ông có bị mất ngủ không? Có. Ông có bị kiểu mà suy nghĩ lung tung không? Có. Nhiều khi ông nằm mà ông không ngủ được rồi ông bắt đầu ông suy nghĩ cái này cái kia, bắt đầu ông càng suy nghĩ là ông càng không ngủ được đúng không? Đúng rồi. Rồi nhiều khi có nghĩ chuyện vu vơ. Có. Có đúng không? Ừ. Tôi mới nhận một cái này hay lắm này. Nói gì vậy? Không, là tại vì người ta cho tôi uống thử. Thử nha. Ừ. Tôi uống được 3 tuần rồi. Tôi ngủ được lắm. Mới thử được 3 tuần rồi. Thử 3 tuần rồi. Mà ngủ ngon lắm. Tôi nói ông chỉ cần ông uống vô phát là ông ngủ vĩnh viễn. Phải vĩnh viễn mà kiểu là thẳng giấc á, tới sáng luôn á. Là không có bất chợt, không có có nghĩ vấn đề gì luôn á. Ừ. Đó. Nhưng mà có một cái là tôi đang thắc mắc để tôi hỏi ông thôi, mà tôi điện lại nhà sản xuất không có được. Đúng rồi, sao điện người ta là được? À, bởi nó không có số điện thoại. Ừ. Không, ông giúp được không rồi tôi cho ông một viên uống thử. Giúp được gì? Thì cái dập ví dụ nếu mà tôi hỏi mà ông giúp được tôi cho ông viên uống thử thì tối nay ông về ông ngủ cho nó ngon giấc. Thì thử xem cái được không được thì giúp cho. Ông thấy bây giờ nó những cái lọ mà gọi là thuốc gọi là nó nói là thực phẩm chức năng á. Ờ. Nó có một cái lớp gọi là trên đó nó cán một cái lớp gì gọi là bít lại cho nó khỏi có xì hơi á, biết không? Biết luôn. Đó, rồi bắt đầu cái ông mở nắp ra. Ờ. Ông chọt lủng lỗ đó. Ờ. Thì ông mới đổ nắp ra được. Đúng rồi. Nhưng mà tôi thấy mỗi lần tôi uống tôi cực quá. Thì anh đã chọt nó rách cái màng đó rồi thôi chứ đâu. Thì còn ông phải uống xong rồi bắt đầu ông mới đậy lại chứ ông đâu phải là ông để vậy đâu. Ừ. Chứ tôi nghĩ là dạng như tôi lúc ban đầu á, tôi nghĩ là tôi mở là nó rất là khó. Cái tôi mới nói là chắc này mình gỡ ra một vòng lần cái mình đem dục đi, cái mình đổ cái thuốc ra cái mình để đó. Để bữa mình uống cái lấy cái đó mình uống, còn cái chai mình dục đi. Để trong chai cho nó kín hơn chứ anh mặn bỏ đâu. Thì đúng rồi đó. Chứ anh bỏ sao? Ý là cái gì? Thì cái chai thuốc tôi đang uống á. Nó làm sao anh thử cho em xem thử coi. Mà ông không biết mà sao ông làm rồi xem. Chứ nhìn xem biết hay không biết, chưa nhìn sao biết được. Được không? Được. Thì không? Ừ. Đủ. Ê, nếu được thì tôi cho ông một viên uống thử. Ờ, cái gì vậy? Cái này thì chai này bình thường nó có cái gì đâu. Sao thì ông mở chưa ra. Đụng tới mà không biết bình thường ơi. Không, đừng nói anh yếu quá. Cái nắp bặn không ra nổi. Trời đất ơi. Thanh niên ăn ngày một tô cơm bạn cái nắp bạn không ra nổi. Trời ơi, người ta nghe người ta cười vô trong cái mặt ra. Rồi ông cứ biêu xấu những cái gì xấu nhất ông biêu đi lát nữa tôi. Chứ mà anh nói cái gì? Thì nó bạn phải coi cái gì? Hay là chỉ cách uống trong đó ta ghi tiếng Việt mà. Tiếng Anh ông nội. Tiếng Anh nói chung uống thì uống vậy thôi. Không, tôi đâu có nói gì vấn đề uống là người ra mua thuốc là thuốc tây nó chỉ rồi. Ờ. Còn vấn đề mà gọi là khi mỗi lần mà uống á. Ừ. Mình gỡ ra rất là cực. Ông hiểu không? Cái từ ông gỡ. Vặn nó ra thôi chứ đâu mà cực. Ông có buồn ngủ không? Có đúng không? Ừ. Bây giờ ông mở con mắt to ra để tôi dặn cho ông thấy. Nè, mở thử đi. Nè. Ừ. Khi tôi mua về á, là nói chung là không có ai hướng dẫn cho mình cách gọi là để mình mở ra sử dụng ở đâu á. Ừ. Về sách ra là sử dụng thôi. Ừ. Ông coi cho kỹ nha chưa? Nè. Nè. Em đang mở cái mắt to ra coi anh làm cái gì. Mắt ông vẫn còn lim dim thằng ấy chưa tỏ rồi. Nè. Ừ. Thấy chưa? Đó ra đó, vặn nó ra thôi. Chứ làm sao anh uống cho hết nổi cái này, anh mở sao mà hết nổi. Thì bởi tôi đang quá trình khi mà tôi mua về đó. Ừ. Tôi mua về tôi không biết, đương nhiên là tôi cứ dặn hoài. Không ra. Thì này chẳng gì chưa ra nữa. À. Bắt đầu cái tôi mới suy nghĩ ra vấn đề là mày mò và ngâm cứu. Đúng rồi, mày mò và ngâm cứu. Mình ngâm cứu thôi chứ không được nghiên cứu. Ngâm. Ngâm mình ngâm cứu nghĩa là mình cứ ngâm để đó. Ngâm để đó chứ đâu mình đâu có cứu được đâu. Ờ. Cái tôi mới tức, chứ không phải là tôi mở không ra, phải là tôi ngâm được mà tôi mở ra. Tôi tức quá. Tới giờ uống thuốc mà để mình cứ ngồi dặn thì tới sáng mai thì sao ra. Tức cái suy nghĩ, không phải là tức kiểu mà tôi tức tôi để dưới bàn này. Tôi đập cái bóp. Đó. Đó. Cái tôi mở nó ra mà nó cũng có lúc ra có lúc không. Cái tôi đập tiếp. Tức nữa cái cũng không ra, đập tức bóp nghe cái bụp đúng không, mở nó cũng không ra luôn. Anh vừa đè vừa mở nó ra, đè mở ra nó ra. Ừ. Đúng không, nhưng mà cũng có khi mở không ra. Và cái kiểu này là vừa đè vừa mở nó mới ra. Thì thực sự ai cũng nghĩ là như vậy, thực sự nó không phải là như vậy. Mà ông dặn vô nó vô nhưng mà ông dặn ra nó không ra. Đè xuống mở nó mới ra. Đè xuống mở ra hả? Mà ai cũng nghĩ như vậy, sự nó lại không phải là như vậy.
Tôi hỏi ông đè xuống mà lỡ những người mà yếu tay mềm lấy gì đè. Thì ai cũng nghĩ như vậy nhưng sự nó không phải là như vậy. Thì mở cái này nó không ra, thì đè xuống chắc cuốc sẽ mở ra. Thì nhiên mình nói như vậy ta nói là rất là bình thường rồi à. Ai cũng biết làm hết rồi. Nhưng mà nó không phải là như vậy. Thì ông nó đè ra là nó ra rồi còn gì đó. Đó đè là... Đúng đè ra, đè thì nó ra nhưng thực sự á nó không phải là như vậy. Cái nguyên nhân do đây nè. Lại đúng không? Ừ. Rồi ok. Ừ. Cái nguyên nhân nó không phải là đè xuống nó mới ra. Ừ. Mà cái nguyên nhân nó là anh cầm này anh bậy lên. Bậy lên là nó càng không da không thật. Anh cứ cầm anh bậy lên. Nó có văng mà. Ừ, nó cầm xuống bậy lên. Ừ. Anh bậy lên. Rồi đó. Xong luôn hư. Không có hư đâu. Rồi, anh lấy lại gần đây nè. Đó. Cái lý do tại sao mà anh vặn nó không ra đó là do nó có một nắp chụp ở đây. Nó có một cái nắp chụp. Đồ mới lần đầu tiên tôi thấy có nắp chụp. Đúng rồi. À, anh gỡ này ra. Vặn ra. Đúng rồi. Đó, cho nên á anh không dùng đến thằng này nữa. Là bỏ đi. Bỏ đi, anh dùng thằng này thôi. À là uống xong cái mình vặn lại như cái nắp vậy đó. Đúng rồi. Vậy không cần phải đè. Không cần phải đè nữa. Cho nên á vặn nó không ra thì đè xuống nó ra thôi. Chắc cú những ai đang nhìn video sẽ nói đè xuống sẽ ra thôi. Nhưng sự không phải là đè xuống nó ra đâu. Ý đè xuống nó ra nhưng không phải là đè xuống là bạn ra đâu. Là mục đích là mở ra dục thằng này đi. Cái này là gọi là như cái vỏ thôi. Đúng rồi. Mục đích thằng này á là để anh rót nước anh uống á. Là mình rót nước đây hả? Ừ. Ý anh rót nước kêu anh uống á. À là mình rót nước để mình uống. Ờ, dành cho những người mất ngủ mà ta đi đâu đi đó, giống như là người đâu phải mà có thuốc để theo á mà không có ly đồ á. Lấy này uống á. À cái thằng này là dùng để làm cái ly. Đúng rồi. Lấy thằng này sàn này thôi. À thì ra mình chỉ lấy thằng này thôi. Đúng rồi. Đủ mới lần đầu tiên trong đời tôi nghĩ trong này nó có cái nắp đều lần đầu tiên tôi biết luôn á. Thì lần đầu tiên em cũng nghĩ là cái cơ chế của cái nắp này nó là như vậy. Cơ chế của nắp là như vậy nhưng thực sự cái cơ chế nắp không phải là như vậy. Ủa sao mình vô rồi. Đó là mình phải cứ dặn tròn nó đi vòng tròn tại nó đúng không rồi. Có ăn răng bế ở trong đằng kia. Đúng rồi. À, cứ dặn tròn ra bây giờ nhưng mà phải đè mạnh xuống. Ừ. Nó ra. Thực sự mọi người hay làm như vậy nhưng thực sự nó không phải là như vậy. Nó là như vậy. Mới mua về là mở ra. Rồi cái này để đâu để đi đó. Lấy thằng đó xài thôi. Dặn thôi. Ừ. Lần đầu tiên trong đời tôi uống, tính ra tôi uống cái này là nói là tôi nói ông là nãy là 3 tuần đúng không? Ừ. Mà thực tế tôi uống là cả chục khẩu rồi. Đúng không thằng? Dặn xuống. Cứ anh uống nước mà anh uống thuốc mà anh không uống nước sao nó trôi? Tôi thường tu cái chai không à. Tu cái này nó dặn viên mà đâu phải dặn nước đâu mà tu cái chai. Đủ một lần đầu tiên trong đời tôi mới gỡ. Em mà thực sự mà hình như ông biết hả? Biết. Cái nắp ngoài đó dùng để anh uống nước. Cái nắp trong á dùng để anh mở ra, là thường á anh mua về anh mới mở ra rồi, anh này anh để riêng ở đây, đó. Mục đích á nếu anh đi nhà nghỉ khách sạn mà nó không có ca hay đâu, không có ca á, anh lấy cái này để riêng là để anh uống nước. Còn cái này á anh mở ra anh uống thuốc, anh mổ miếng thuốc vô anh đổ nước đây anh uống, uống xong rồi anh đậy lại nó không bị dơ. Chứ sao anh nếu anh uống nước đây anh đậy lại nước nhiễu đây hư sao? Lần đầu tiên trong đời mới biết là cái nắp này nó còn có nắp phụ. Ấy cái này nắp phụ này nắp chính. Nắp phụ dùng để rót nước. À cái này để dùng để rót nước, còn cái này là mới dùng để đậy cái chai thuốc. Đậy thôi, còn cái này nắp phụ là để nước chúng ta để cứ để ra ngoài vậy đó. Được. Ê. Vậy thôi chứ ông về ông muốn uống đi nha. Cái này nó uống dùng để chỉ những người mà bị mà stress nè. Rồi suy nghĩ lung tung nè, với lại mất ngủ nè, ngủ không ngon giấc nè. Ông uống bảo đảm 100% ông uống được. Rồi ok nha, chia sẻ mọi người nha, mọi người có thể áp dụng trong nhiều trường hợp nha. Nhớ đăng ký bật chuông.